ngày 28 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Thủ Đức khởi tố bị can, bắt tạm giam với Quách Chinh Nhân tự siêu nhân, 47 tuổi, ngụ buôn bản Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, và Dương Thị Sang tự gái giọng, 54 tuổi, quê quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, tạm trú buôn bản Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, để điều tra về tội trộm cắp tài sản. Ông Nhân ngoài cùng bên trái, cùng các thành viên trong băng trộm cắp. Ảnh Tân Yên. Ngoài ra, công an quận Thủ Đức kế tiếp lấy lời khai, mở bát ngát điều tra, truy xét các thành viên khác trong băng nhóm trộm cắp ở khu vực Suối Tiên mà pháp luật thành phố Hồ Chí Minh phản ánh trong loạt bài điều tra băng trộm cắp quỷ bạo ở khu vực Suối Tiên. Trước đó, từ thông tin phản ánh và tư liệu pháp luật thành phố Hồ Chí Minh cung cấp, công an quận Thủ Đức vào cuộc điều tra, bắt khẩn cấp ông Nhân và bà Sen để đáp ứng công tác điều tra. Ngoài ra, 6 thành viên khác trong băng trộm cắp này cũng được mời làm việc gồm Bùi Văn Vinh tự Râu Anh, 32 tuổi, ngụ đô thị Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai, Đỗ Thị Hạnh 77 tuổi, quê Hải Phòng, tạm trú phường Linh Đông, quận Thủ Đức, Trần Văn Điệp 36 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Lê Thanh Châu sinh năm 1962, quê Cần Thơ, ngụ phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, và Lê Văn Ngọc sinh năm 1954, quê Quảng Trị, ngụ quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Những người này đang được công an kế tiếp lấy lời khai, đáp ứng việc điều tra mở bát ngát. Tiếp đó, 2 thành viên khác trong băng cũng bị công an mời làm việc để đáp ứng công tác điều tra. Ảnh Yên Tân. Đây là băng nhóm trộm cắp với 16 thành viên đảm nhiệm nhiều vai trò khác biệt như dàn cảnh, trộm cắp tài sản, cảnh giới, mang tài sản tội giả đi tiêu thụ và tiêu thụ tài sản tội giả. Công an quận Thủ Đức kế tiếp mở bát ngát điều tra, truy xét.